ngày 6 tháng 1, Công an phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng ra quyết định xử phạt hành chính với nam thanh niên nhậu say, trêu chọc lực lượng tuần tra đêm. Trước đó, tối 27 tháng 12 năm 2020, tổ tuần tra đêm Công an phường Hòa Cường Nam thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên đường Thăng Long hướng từ cầu Tiên Sơn về cầu Hòa Xuân. Bất ngờ, tổ tuần tra bị anh A, 26 tuổi, trú quận Hải Châu, điều khiển xe máy chặn đầu xe, chửi bới rồi quay xe bỏ đi. Lực lượng tuần tra đêm ra hiệu lệnh dừng xe nhưng anh A không chấp hành, tiếp tục bỏ chạy, đến đường Hóa Sơn 4 thì bị tổ công tác đuổi kịp. Anh A liền vứt lại xe máy, rút chìa khóa và bỏ chạy bộ. Lực lượng đã tạm giữ phương tiện, sau đó xác minh mời anh A lên làm việc. Qua đó, anh A thừa nhận vào thời điểm trên đã nhậu say, do buồn bực chuyện cá nhân nên nảy sinh ý định gây sự, trêu chọc lực lượng tuần tra. Do đó, Công an phường Hòa Cường Nam đã xử phạt vi phạm hành chính đối với anh A về hành vi không chấp hành yêu cầu kiểm tra, kiểm soát của lực lượng tuần tra đêm.